Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị SQL NST 125 và SQL NST 2022 ra mắt, đối đầu trực tiếp với cái chiếc CB150X. SQL NST 125 và SQL NST 2022 chính là hai đối thủ vô cùng nặng ký của cái mẫu xe cũng vừa mới ra mắt là CB150X, đang làm mưa làm gió thị trường Việt trong thời gian gần đây. Cái mẫu là SQL NST 125 và SQL NST 2022 đã được nhãn sức chia sẻ chung với nhau về mặt kiểu dáng và rất nhiều trang bị chất lượng. Tuy nhiên lại được chia làm hai phiên bản động cơ khác nhau để cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hơn. SQL NST 125 và SQL NST 2022 là cái sự khác nhau nòng cốt nằm ở phần động cơ. Bộ đôi SQL NST 125 và SQL NST 2022 đều là hai cái mẫu xe adventure dành cho những anh em mới bắt đầu bước chân vào cái trường phái này. Chúng đồng sở cho mình cái kiểu dáng góc cạnh đầy thanh thoát, gọn gàng, đem đến cho người lái cái cảm giác tự tin luồn lách trong những cái không gian chật chội hoặc di chuyển trong những cái địa hình hiểm trở gồ ghề. Bộ đôi SQL NST 125 và NST 2022 nó mang cho mình một cái khối động cơ khác nhau. Đối với phiên bản SQL NST 125 2022, đó chính là có động cơ 124,1cc SOC, có thể đem tới cái công suất tối đa là 10,7 HP, ở ngưỡng tua máy là 9.000 vòng trên phút. Trong khi đó moment xoắn cực đại là 9,7 Nm, ở ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Còn với cái chiếc SQL NST 2022 thì số cho mình cái động cơ lớn hơn 183cc SOC, tạo ra cái công suất tối đa là 18,1 HP, ấn ứng tua máy 8.500 vòng trên phút. Trong khi đó moment xoắn cực đại đạt ở mức là 17, trong khi đó moment xoắn cực đại đạt ở mức là 15,7 Nm, ấn ứng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Bộ đôi của nhà SQL có đồng sở những cái trang bị cực kỳ đặc biệt. Bộ đôi SQL NST 125 và NST 2022 đều được nhãn sức SQL vô cùng ưu ái khi tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ bóng LED tân tiến cho cả hai cái mẫu xe này. Nếu so với cái dòng bóng halogen thì phần đèn LED là một trang bị có ích hơn khi đem đến cái khả năng chiếu sáng ổn định cũng như với cái độ tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài của bình ắc quy. Cái đèn hậu của bộ đôi nhà SQL cũng sở cho mình cái phần đèn LED rất giống như cụm đèn lái phía trước, và đặc biệt hơn nữa là cụm đèn hậu này có thiết kế 3 tầng cực kỳ nịnh mắt. Ở trạng thái nhấp nháy khi bóp thắng hoặc đập thắng thì chắc chắn diện mạo của cái chiếc đèn hậu này nó trông đẹp mắt hơn rất nhiều. SQL NST 125 và NST 2022 tuy được trang bị cho mình màn hình LCD đơn sắc, nhưng cái chiếc màn hình này có thể là tùy chỉnh thông số báo vận tốc dựa trên hai cái đơn vị hiện nay là dặm trên giờ và km trên giờ để phù hợp hơn nhu cầu người dùng. Chưa kể cái chiếc màn hình này còn hiển thị luôn cả volt bình, giúp người lái dễ dàng kiểm soát được cái lượng điện tiêu thụ và kịp thời sạc bình khi ắc quy đã cạn năng lượng. Còn cái dàn chân của SQL NST 125 và NST 2022 đều sở cho mình hệ thống thắng đĩa ở bánh trước lẫn bánh sau. Tuy nhiên kích thước bánh trước bánh sau sẽ có sự chênh lệch về các phần đường kính. Cụ thể với kích thước bánh trước là 100x90x19 thì bánh sau sẽ là 130x80x17. Việc bộ đôi của nhà SQL này có cái đường kính bánh trước to hơn phần bánh sau là 2 inch sẽ hỗ trợ cho quá trình di chuyển ở những địa hình xấu diễn ra tốt hơn, dễ dàng leo trèo giống như các mẫu xe cạo cạo chuyên nghiệp hiện nay. Về mặt giá bán, hiện tại thì SQL NST 125 và SQL NST 2022 đang được phân phối thị trường Nhật Bản chiếm mức giá đề xuất lần lượt như sau. Phiên bản SQL NST 125 2022 thì có mức giá rơi vào khoảng là 363.000 yên Nhật, tương đương gần 72 triệu Việt Nam đồng. Trong khi cái chiếc SQL NST 2022 thì mức giá cao hơn là 399.300 yên Nhật, tương đương là gần 79 triệu Việt Nam đồng.
Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kia tiếp nhớ like, subscribe.